năm thành phố hiện đại bị bỏ hoang. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một thành phố có nhịp sống hiện đại bị bỏ hoang? Khi đến những thành phố này, sự âm u, hoang vắng của chúng không khỏi làm chúng ta cảm thấy ớn lạnh. Tuy nhiên, những thành phố ấy lại là nguồn cảm hứng của những nhà làm nghệ thuật. Hãy cùng khám phá năm thành phố hiện đại bị bỏ hoang trên thế giới nhé! Thành phố Pripyat, Ukraine. Thành phố đầu tiên cần phải kể đến là Pripyat, thuộc Ukraine. Một vụ nổ xảy ra tại nhà lò phản ứng số 4 thuộc nhà máy Chernobyl ngày 26 tháng 4 năm 1986, vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Bức xạ từ vụ nổ kinh hoàng ấy còn ảnh hưởng đến các khu vực lân cận nhiều năm sau đó. Chính quyền Xô Viết khi ấy đã phải di dời người dân ở nhiều thành phố xung quanh khu vực nhà máy này và sau đó thiết lập một khu vực giới nghiêm rộng 18 dặm quanh đó trước khi trở thành đống hoang tàn. Pripyat khi ấy là nơi cư trú của hầu hết những công nhân làm việc cho nhà máy, khoảng 44.000 người. Một thành phố có nhịp sống hiện đại, tuy nhiên nó lại nằm ngay trong bán kính 3 dặm tính từ trung tâm của vụ nổ. Cho nên trong vòng 60 giờ ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền đã di tản toàn bộ người dân ở khu vực này đến nơi an toàn. Thành phố này ngày nay đã bị cây cối lấn át, sân vận động của Pripyat biến thành một khu rừng nhỏ, cây cối mọc lên trên cả đường phố. Với khung cảnh hoang tàn, dễ ám ảnh người xem của nơi này đã khiến nó trở thành đề tài của nhiều nhiếp ảnh gia. Như vậy mà khung cảnh thành phố Pripyat đã được tái hiện lại trong một bộ phim mới đây có nhan đề Chernobyl Diaries. Thành phố Ordos, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Những khu nhà hiện đại nằm trong Ordos được gọi là khu dân cư Kabasi, thuộc tự trị Nội Mông. Thành phố này nằm trên mỏ than đá khổng lồ, nguồn tài nguyên phong phú, phù hợp với tất cả những ai đến đây sinh sống. Chưa kể đến việc nơi này có đầy đủ hạ tầng, công viên, trường học, các tòa nhà cao ốc. Sau hơn 10 năm, Kabasi hiện chỉ có 100.000 dân. Những tòa nhà khổng lồ do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế nằm trơ trọi bên những con đường vắng tanh. Ordos còn được đặt biệt danh là thành phố ma tráng lệ. Ordos được rất nhiều du khách tới tham quan hàng năm, thế nhưng cư dân Nội Mông vẫn không ai chịu đến đây ở. Có lẽ là do người Mông Cổ đã quen với đời sống du mục, họ thích hòa mình cùng thiên nhiên, sống tự do tự tại trên thảo nguyên rộng lớn, bao la bát ngát. Thành phố Quilamba, Angola. Được mệnh danh là Cairo của Angola, chính phủ nước này đã từng rất kỳ vọng vào các dự án thành phố rộng lớn hiện đại Quilamba. Thành phố này là công trình của nhiều tập đoàn dầu mỏ Angola và Trung Quốc cùng xây dựng. Quilamba được thiết kế cho 500.000 người ở, bao gồm 750 khu chung cư 8 tầng. Chi phí được báo cáo là 3,5 tỷ đô la Mỹ, tài trợ một khoản tín dụng của Trung Quốc và được hoàn trả bởi chính phủ Angola bằng dầu mỏ. Nó có lẽ là một trong những dự án xây dựng lớn nhất ở châu Phi. Các tòa nhà được sơn màu pastel sành điệu, rải rác chung quanh là cửa hàng, trung tâm mua sắm, trường học, công viên. Tuy vậy, người dân Angola không đủ tiền để mua nhà ở đây, thế nên Quilamba gia nhập câu lạc bộ thành phố ma hiện đại cùng Ordos. Thành phố Gyeongdong, Bắc Triều Tiên. Gyeongdong là thành phố nằm ở Bắc Triều Tiên. Thành phố này được xây dựng lên với mục đích chính trị và tuyên truyền cho các hoạt động chính trị là chủ yếu. Người ta xây dựng thành phố này từ năm 1990. Gyeongdong vẫn luôn được lau dọn và tu bổ thường xuyên để giữ gìn sự sạch sẽ và mới mẻ, nhưng lại không được ai đến đây ở. Thành phố này là ranh giới giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Dù được xây từ năm 1990, nhưng những kiến trúc ở đây đẹp và hiện đại không kém gì khu đô thị bậc nhất Gangnam, Seoul, Hàn Quốc lúc bây giờ. Thành phố Humberstone và Santa Laura, Chile. Vào năm 1862, thành phố Humberstone được thành lập. Ban đầu thành phố này là trung tâm của một khu mỏ, Nitrate. Santa Laura là thành phố sát sườn với Humberstone và cũng là một trong những trung tâm nổi tiếng về khai thác quạng Nitrate. Cả hai thành phố đã trở nên cực kỳ phát triển vào những năm 30-40 của thế kỷ trước nhờ việc khai thác mỏ quặng. Thế nhưng người ta sản xuất ra được thành phẩm nhân tạo để thay thế Nitrate thì hai thành phố này đã dần đi theo quá khứ. Cho đến năm 1961, tất cả những nhà máy sản xuất ở hai thành phố phải đóng cửa. Người dân không còn việc làm nữa đành rời bỏ Humberstone và Santa Laura. Từ hai thành phố hiện đại phát triển, sau đó chúng đã bị bỏ lại sau lưng cho những đùn cát sa mạc xâm lấn dần. Mặc dù lý do mà hai thành phố này bị bỏ hoang không tàn khốc như tại Pripyat, nhưng khung cảnh hoang tàn của chúng vẫn khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái khi đến đây. Vào năm 1970, chính quyền Chile đưa hai thành phố này vào danh sách những di tích quốc gia. Đến năm 2005, Humberstone Santa Laura được UNESCO trao tặng danh hiệu di sản văn hóa thế giới cần được bảo tồn.